Rồi, ok, xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại tôi đang ở nhà anh Chí ở trên Phù Đổng thuộc Gia Lâm, Hà Nội. Này qua đây thấy anh Chí chơi cây nên làm cái video này quay cho quý vị và các bạn xem cái góc chơi của anh Chí đây. Ngay cổng của anh Chí có cái cây xương rồng này, bò leo cao không? Một cái gốc phôi phôi xanh Nam Điền. Anh Chí ơi, cái phôi này mang ở đâu về đây? Ở đâu? Bắc Ninh nhá. Phôi lấy của ai đây? Nhìn quen quen này. Cái cây mà hạ hạ làm mấy đấy gì? Dạ. Quý vị cho vài nhận xét về cái cốt phôi đây, anh Chí vừa mua ở trong Bắc Ninh về. Cốt phôi rất là già. Cốt này nuôi chắc phải 20 năm mới lên được cây. Mùa này mùa đông cho nên cây đang trút hết lá, thưa quý vị. Đây là cây lộc vừng. Chí ông ấy cho cái phân bò ở đây gì, nhìn xấu quá. Cây đẹp này mà đi cho cho phân bò. Một cây si quý vị ạ. Đây là cây mai chiếu thủy. Mà cây tùng La Hán. Vừa rồi có sắm ít gì anh Chí ơi? Vừa rồi có sắm ít nào không? Đây là cái một cây xanh Nam Điền để dáng trực huyền, trực hoành. Đây anh Chí mua mấy cây này này.
mấy gốc phôi. Lúc này ông ấy cho toàn cho phân bò hay phân phân trâu khô nuôi cho khỏe. Cây kia trước ôm một cái cối. Được cây Nam Điền dáng trực, trực này là trực liên chi. Úi dồi ôi, lại gốc phôi. Gốc phôi như này nuôi đến bao giờ mới được ra cây đây. Phôi rất là già thưa quý vị. Nhưng mà để nuôi ra thành cây lâu lắm. Bao nhiêu năm trời. Đợt vừa rồi lấy nhiều xi lắm mà bây giờ đâu hết rồi anh Chí ơi? Lại bán hết rồi. Lộc vừa ngày trước mua ở đâu đây anh Chí ạ? Để trong này nó có bị bóng. Cụ ạ. Đây là cụ cái gì?
Cái đẹp không ông? Mấy cái đại đấy. Tụi kính như một cái rất đẹp. Vâng.